nè, giờ chậm nha. Rồi em lấy kính em coi luôn nè. Chị cầm máy ra cho em thấy nè. Thấy chưa? Em thấy màu chưa? Nhìn nè. Đó. Chậm tiếp nè. Nhìn nè. Đó. Đưa Thấy lên không? camera. À, cho Đưa khách lên. coi xong đưa được camera coi nè. Đây nè cả nhà. Lấy mực ra thấy đã không cả nhà? Mê không? Đây nhà cả nhà. Chân mày nè. Đó, đỡ cái phần bệt rồi đó. Lấy ra được phần máy rồi đó. Mừng không? Rồi đó, lấy ra được cái phần kia. Giờ bà, giờ mình thoa tê vô ha cả nhà ha. Hiểu á, là em quay lại cổng cũng kêu em đi về nữa. Tại vì mình làm không được, hiểu không? Nó không có tái tạo da, cũng không làm cho em được. Giờ ủa giờ chị làm chừng nào mà nó hết ra màu rồi mới mới thôi đợt này Đâu hả? có, theo đúng lượt thôi, chứ không có làm hơn được. Có dư dung dịch chị cũng phải đổ nữa, giống như nãy dư màu chị cũng phải đổ bỏ, chứ chị không có dùng thôi, chị không có làm hơn. Tại nó có quy trình của nó, làm đúng quy trình thôi, đúng lượt như đó làm như đó, không có làm hơn. Làm hơn nát da ta sao? Còn ấy nữa thì lần sau làm tiếp vậy đó. Cũng còn cười được, cũng còn cười được đó mà, còn C2 còn victory được mà, thả tim được rồi cả nhà. Ha. Im lắm cả nhà ơi, Im vô đây lắm. làm đi không sao đâu, phê lắm. Mặt tả thôi hả cả nhà. Nhọp nhọp như hải kiến bò Như kiến bò thế á. Ôi mực nó ra nè cả nhà ơi. Ôi trời ơi là trời. Em muốn hỏi cảm giác gì vậy? Hỏi mình nha. Rất là do mốt. Thật là do mốt ha. Nó ra kìa. Ôi là trời, u là trời. Bên đây là chắc là đủ hả? Đủ rồi. Cái là bên đây á, là bên đây là nữa cái là xong. Tự cho xong luôn cả nhà Điếm. ha. Tự tự cho xong luôn ha. Rồi, Ô con mực nó ra nè các bạn. Ui là trời ơi, cái nó gì mà nó học học vậy hả chị? Mực á, mực nó bị vón á, hiểu không? Mực nó mới học vậy đó. Nhẹ bớt Trời ơi. Nhẹ hẳn luôn. Thấy không Hường? Ôi ơi. Hường nhìn là cưng. Quá trời luôn các bạn, đen thui, lấy mực ra đen thui ha. Mực này mực gốc nâu á các bạn, nâu gốc vàng ha. Nhẹ bớt cái chân mày luôn. Rồi, tha tê đi Ronaldo. Tha tê tiếp đi con. Ở bên đây nó ra nữa nè các bạn. Đang ra tiếp nè. Đang vớt giác ra tiếp nè. Đổ tê đó, đổ tê đó. Tại vì cái tê đó, cái gói người gói mà dư cũng bỏ mà. Đây nè các bạn. Thấy mực nè. Thấy mê luôn cả nhà, mực ra thấy mê luôn, mờ liền luôn nè cả nhà nè, mấy chỗ đậm đậm này ấy nè, thấy không em? Đỡ liền, nhìn mặt em nhẹ liền luôn á.